Cuối cùng cũng đánh xong 7.000 này rồi. Xem lịch ngày hôm nay mình cần làm gì không đã. Hôm nay là ngày 5 tháng 5. Thì hôm nay là đến ngày sinh nhật sinh tố rồi. Mình phải lên báo tổng thống mới được. Trời ơi, nếu như vậy thì không ổn tí nào. Trời ơi á. Tối rồi, cũng tới rồi. Tổng thống Mia ơi, có việc rồi. Tổng thống Mia. Rồi, có việc gì vậy? Làm gì cậu la sùm hết hả? Hết lên vậy, Mia Alpha. Bộ ông không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 5 chứ ngày gì? Trời ơi, tính ra là ông kêu tôi nhớ giùm luôn đó. Ngày 5 tháng 5 chính là ngày sinh nhật sinh tố đó. Nếu mà ông không về ăn sinh nhật sinh tố thì còn gì là tổng thống của cái làng kia nữa. Ôi chết. Chết mồ, tôi cũng quên mất. Thôi, tống sổ sách này bây giờ cậu vô đây làm giùm tôi đi. Tôi phải về ăn sinh nhật sinh tố một phát. Một ngày thôi rồi tôi quay trở lại liền. Ôi trời, bây giờ tôi phải làm hết đống sổ sách này sao tôi biết được. Trời ơi, thì cứ làm đại đi, cứ ghi đại đi, cái gì cũng được. Tôi đi đây, không rảnh đâu. Trời ơi, có cái sinh nhật sinh tố tiền của ông cũng không nhớ nữa, mệt thiệt chứ. Nhanh lên, mình phải quay trở về cái cổng về làng sinh tố mới được. Nhanh lên. Yeah, nhờ Hi Ha anh pha mà mình mới nhớ ra chuyện này luôn á. Bây giờ mình phải đi thực hiện nó thôi mới được. Không biết mọi người sao rồi đây. La la la. Mọi người đã bắt đầu nhập tiền hết rồi kìa. Chuẩn bị nhập tiền rồi. Hello. Tới nè. Tới rồi. Trời ơi, sinh nhật của sinh tố tim mà làm sao thiếu tôi được mọi người. Em đợi nãy giờ luôn á. Trời ơi, so ghê. Trời ơi, kẹt xe quá chứ. Thôi, kẹt xe nữa hả? Mình gọi là kẹt máy bay. Cũng có đường bay mà. Kẹt xe chứ. Trời ơi, tại mấy em chưa biết đó thôi. Thôi, nói chung là tôi đến đây cũng nhập tiệc. Vậy là cũng kịp lúc rồi, còn gì nữa đúng không mọi người? Đúng rồi, có tới là vui rồi, có gì đâu mà cãi lộn. Chỉ có con Kim nó sân si á. Thôi, anh em mình nâng ly đi. Chèo lên bàn. Chèo lên bàn đây, hôm nay đạp đồ ăn bây giờ. Đạp đi. Nè, đồ ăn. 1, 2, 3, vô. Chứ phải sinh nhật của tôi đâu. Chúc vậy à, chúc con mình tôi vậy, chúc cả team đi chứ. Chúc anh Hi Ha ngày mai lấy vợ. Ủa? Chúc cho nhỏ này game sinh tố quá. Ai tụi mày. Tụi mày có bị lộn xì ngầu không vậy? Đây là sinh nhật sinh tố team ngày 5 tháng 5 chứ không phải sinh nhật tổng thống Hi Ha 28 tháng 5 đâu. Biết là cùng tháng rồi đó nhưng mà chưa tới. Thôi mình chúc trước đi. Cái nào vậy? Cái đó chứ đừng mà mấy bạn ơi. Thôi được rồi. Ngày hôm nay anh đã rất là suy nghĩ trằn trọc luôn. Đó chính là nhân tiện ngày 5 tháng 5 này, anh sẽ mở cổng cho tất cả mọi người có thể sử dụng game 1-1. Mọi người sẽ được game 1-1. Mọi người có thể nghe nè. Mọi người có thể trở thành tổng thống như tôi. Mọi người muốn làm cái gì trong cái lại này cũng được. Sau đó thì hết ngày mai thì chúng ta sẽ trở lại như ngày ban đầu. Ok không? Ok. Được rồi, bây giờ không để tụi nó chờ lâu nữa các bạn nè. Bây giờ thì game 1-1A+A. Và tất cả chúng mọi người đã trở thành game 1-1. Mời em. Sao tụi bay mặc gì vậy? Đồ gì vậy? Đồ tổng thống rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Tổng thống Jimmy, tổng thống nghe rồi, tổng thống Kemi, tổng thống xe gì, tổng thống Rio, tụi bay định làm tổng thống rồi nè. Thôi nhân dịp ngày sinh nhật mà, đúng rồi, sinh nhật mà lâu lâu có ngày, tụi bay muốn làm gì làm đó, đi làm gì làm đi. Nhanh lên. Thực hiện ước mơ. Các bạn ơi, nếu các bạn có game 1-1 thì các bạn sẽ làm cái gì? Hãy comment ở bên dưới cho tôi biết rằng là. Hả? Làm gì vậy? Ủa, mọi người đi hết hả? Thôi tôi đi.
đây. Bà nội ơi, bà nội, bà có một ngày thôi đó. Nhanh lên đây, muốn làm gì làm, xây gì xây đây. Hey, chỉ có một ngày thôi thì các bạn sẽ xây cái gì, các bạn sẽ làm cái gì các bạn. Thì nếu mà các bạn làm gì thì hãy comment ở bên dưới cho tôi biết được rằng là cái suy nghĩ của bạn giống suy nghĩ của tôi hay không nha. Được rồi, bây giờ thì mày đang định làm gì vậy súp bà chó? Em đang nghĩ là em sẽ làm một cái kế hoạch gì đó cho cái nhà của em mà nó không giống một ai, nó phải đỉnh cao cái bàn. Để coi, khi mà mày được sáng tạo rồi là thỏa sức mà sáng tạo luôn, hiểu không? Cái mốc một là thỏa sức sáng tạo luôn. Anh thấy nè. Ủa cái gì vậy? Ước mơ vậy? Em được làm YouTuber giống bà Tâm với ốc vậy, làm những món ăn siêu to khổng lồ. Hả? Vậy là bà Tâm tổng thống rồi, hình như là trong đây có cái mình có thể biến to mà đúng không? Cái này đúng không? Ủa bà Tân, bà có bà tổng thống đâu. Bà Tân, bà có cần làm tổng thống đâu, bà cũng làm được siêu to khổng lồ mà. Nhưng mà bây giờ em nói là bà Tân ở trong cái làng là sinh tố này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, vậy đổi lại. Nó được game mong một, nó biết. Nó biết hay không lộ. Mấy bầy muốn làm cái gì vậy? Trời đất ơi. Đây nè, cái này là ăn bò sữa đó. Trời ơi, làm tổng thống mà còn không biết cái này nữa, đúng là không bao giờ tổng thống đâu mới tới đây. Thằng ngáo nó xây cái gì, nó muốn ở trên kia luôn kìa bà con cô bác ơi. Thằng này định làm gì, đảo bay gì vậy? Nó tháo cái căn nhà trên đây của nó ra, nó đem lên trên kia bạn ơi. Ôi giời ơi, tụi nó được em mốt một, tụi nó thả bò. What the hell, đâu ra con gà khổng lồ vậy trời? Ôi ơi, con cừu khổng lồ nữa. Trời ơi là trời, con quỷ kem mi nó xây cái gì vậy? U là trời. Hey, tụi nó đang xây quậy phá cái gì tùm lum hết á bạn ơi. Tôi cũng thắc mắc không biết tụi nó đang lệnh làng cái gì nữa. Đi qua tiếp coi hàng hàng quỷ nhỏ mới này, coi coi tụi nó làm cái gì các bạn ơi. Xây nhà á. Đúng rồi, thằng này từ lúc nó vô làng đến giờ nó chưa có cái nhà các bạn ơi, nên là nó xây nhà. Hoàng Bích này bên ấy xây gì vậy, xây tháp đồng hồ quá trời. Thì ra con người ta khi được tổng thống được trở thành game mốt một là tụi nó xây tầm bậy tầm bạ vậy đó các bạn ơi. Ôi giời ơi, Jimmy quật nguyên. Jimmy đang biến ngôi nhà của mình thành kim cương á bạn ơi. Ôi trời ơi, đúng là khôn thiệt ha. Bởi vậy bảo đảm 100% có ai giống ý tưởng giống Jimmy không nha các bạn. Khi mà được game một là biến ngôi nhà mình thành kim cương liền. Ôi trời ơi. Trời ơi là trời, bả biến ngôi nhà của bả chưa xong bây giờ bả đi làm cái gì nữa nè bạn ơi. Đường cái làng thành đường kim cương luôn rồi. Ôi là trời đất quỷ thần ơi. Bởi vậy tao nói các bạn thấy không, một người làm tổng thống thôi là được rồi, cả làng ai cũng làm tổng thống mà được em mốt một hết là cái làng nó loạn liền các bạn thấy không. Các bạn nhìn cái làng này có loạn không, trời ơi, người thì đá đồ bự dần dần, người thì làm kim cương rồi đó 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 đó. Bà đang đi xây tiếp. Trời ơi, bà mi vlog hả, bà kem mi vlog hả, bà đội đó đó, tao lại mày, tao lại mày, tao là người 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 bình thường chứ tao không muốn mày làm người khổng lồ như mày đâu. Ôi trời ơi, cái lò của nó nè mẹ ơi, là trời trời ơi, cái lò gì bự dữ vậy nơi. Em nhập cái nhà em à, mày được làm tổng thống cái bóng bồ rồi mày biết ngôi nhà mày hạnh vậy hả? Trời ơi, nhà em giờ cái ôi gì trời ơi, trời ơi, thiên đàng đó. Không có thiên đàng nào xây thiên cung nào mà xây ngôi nhà sao? Nhà em hạnh kim cương vậy. Đúng rồi, nhà vàng giảm quá xây thành nhà kim cương rồi, đúng rồi, còn gì nữa. Ôi trời ơi, cũng được nhà mà nó vuông đồ gì vậy, vậy như cái bánh chưng gì hết trơn á, anh hiểu không? Tao xây nhà sao kệ tao, mày muốn sao? Phải chạm hàng trái châu dữ lộn. Mày chê nhà tao xấu không? Rồi nè mày. Trời ơi, mày tới số mày với tao. Gì vậy? Tới số mày với tao rồi. Làm gì dưới đây hả? Bay 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 bay. Bay cái gì mày? Chê nhà tao xấu mày. Trời ơi, mấy trẻ trâu này nó quậy làng rồi các bạn ơi. Ôi chết ba lỗ rồi. Không có đổ chả gì mà hết phá hả? Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Tao bắn nhà bà luôn rồi kìa Jimmy ơi. Anh Ngáo bắn á, Ngáo cầm cái súng rồi. Ê, Ngáo bắn á. Nghe kìa, Ngáo bắn kìa. Trời ơi. Chỉ
ra mày chọn cái chết. Mày sao? Nè, đó. Ai? Tao, tao ơi. Trời ơi, sáng kêu nhau thì tùm lum với nhau hết. Trời ơi, con trẻ trâu nó quậy kìa. Ôi trời ơi. Làm gì cái mày? Tôi nói chơi tiền đi đâu rồi bà coi. Ôi trời ơi, banh cái làng này luôn rồi. Trời ơi, nó mất hết nguyên một cái này luôn rồi các bạn ơi. Rồi, ao máp luôn. Tôi bị ao máp luôn mọi người. Ania. Dạ. Em xây được một cái nhà an toàn. Nhà an toàn luôn sao? Ôi, cái nhà này là đố ai phá được luôn. Ở đâu tụi mày? Đố ai phá được luôn. Cái quỷ này. Cái gì chứ mày? Nhưng mà nhà bên trong đó. Ôi, nó đập luôn rồi, cần gì phá. Ôi giời, định rồi, rồi. Trời ơi, bắt đầu nữa rồi các bạn ơi. Tôi nói qua thời gian nó quậy nữa rồi kìa. Rồi, ngày hẹn của con rồng tới rồi. Ôi giời ơi, nó máu con rồng kìa. Trời, bắn rồi. Ôi giời ơi. Nó bắn con nhỏ kìa. Nó bắn con nhỏ không kịp hồi luôn á bạn ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Trời nó thật. Ôi, coi rồi, đặt thêm mấy cái chiếc. Trời ơi, bắn cái nữa đi, nãy bắn chưa đã vậy. Rồi, chịu hồi rồng ra quốc tiếp kìa các bạn. Ôi, tụi nó thả một đống rồng luôn kìa mấy bạn ơi, ú là trời. Chưa là gì đâu, chơi tới quy thờ luôn đi anh em. Bí kiếp liền. Chịu hồi quy thờ, bắn luôn đi. Trời ơi. Cái gì? Trời ơi. Cháu đi, cây mi mày dính lẹo nha mày. Đúng rồi. Thì ra hung thủ là đây. Trời ơi là trời. Ủa gì vậy? Đập đi. Ôi trời ơi. Trời ơi, mất tiêu rồi. Trời ơi là trời, nó quậy quá trời quậy luôn rồi các bạn ơi. Tụi nó bên kia chưa đã, tụi nó lội qua tới bên đây luôn rồi. Ôi giời ơi, tụi nó biến. Bành trướng lãnh địa. Cái đạo vòng tụi nó biến nguyên cái khu này thành cái gì luôn rồi mấy bạn ơi. Thôi xong rồi. Ok. Trời ơi, ai nhiều màu nhất tụi nó thắng, tụi nó biến qua cái khu này thành khu vui chơi của nó luôn rồi mấy bạn ơi. Ai không chơi dễ lắm vô, tại vì chơi dễ lắm vô, đâm tiêu chân rồi kìa. Quyền mà, trời ơi. Ủa có quyền mà thôi nhưng mà trời ơi, không có thằng nào bon sẽ dây một mình đâu, một luôn kìa. Trời ơi, rồi nó xâm chiếm, nó xâm chiếm quá. Ôi trời ơi, tụi nó biến khu này thành bình địa thiệt luôn quá các bạn ơi, bên này quậy đáng sợ luôn mọi người. Ôi trời ơi. Trời ơi, đúng là ngày sinh nhật của tinh tố hành thảm họa luôn rồi các bạn ơi, tụi nó quậy hấp nát hết luôn rồi. Ôi trời ơi, tụi nó quậy thiệt sợ luôn bạn ơi. Thôi, video này của mình cũng đến đây thôi được rồi. Đó là khi mà mọi người trong làng sinh tố được game 1-1 đó mấy bạn ơi. Nếu các bạn làm game 1-1 thì các bạn có làm như tụi nó không? Comment bên dưới nha. Còn bây giờ đi, hẹn gặp lại bạn nhóm video tiếp theo. Bye bye, sinh nhật sinh tố vui. Yeah, mặc dù clip này hơi trễ nhưng mà không sao.